Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Mua hai món ưa thích như 4 biến mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99 Giá cả và địa điểm có thể khác nhau Như Huyền và Lê Thái xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Cà phê sáng cuối tuần của Đài Lido Đô Sài Gòn TV. Phát hành live trên băng tầng 56.10 miền Nam Cali, 16.11 ở miền Bắc Cali, 27.6 cho vùng Houston, Texas. Và chương trình cũng đang được live stream trực tiếp trên Lido saigon TV.com, trên YouTube và Facebook. Quý vị có thể xem lại những cái chương trình nào mà quý vị đã bỏ lỡ. À, kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày cuối tuần, ngày 7 tháng 10 năm 2023. Một lần nữa thì gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình và em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền yêu dấu. Ủa. Cái này có chữ yêu dấu Cái này có chữ yêu dấu nữa thì ừ, dễ thương quá cái quân dạ. lê thái như dạ. chào lê thái yêu dấu <cười> <cười> à như kính chào tất cả quý vị khán giả yêu dấu đang xem chương trình <laughs> của Nhi Huyền và Lê Thái ngày hôm nay là thứ bảy chủ nhật thưa quý vị có những khán giả comment ở trên YouTube là nói là uh, phải chi cái show của Nhi Huyền và Lê Thái hàng ngày luôn tới thứ bảy chủ nhật chờ lâu quá <laughs> dễ thương dễ sợ dễ thương, cảm ơn quý vị giải rất trí nhiều à, em nghĩ là giải trí mình giải trí hai ngày cuối tuần là đủ rồi đúng không yeah. cũng phải để gây thương gây nhớ cho quý vị khán giả gây thương gây nhớ chứ kiểu mà xuất hiện hoài nó cũng uh, nó cũng giảm so. đi nó giảm đi cái tần suất không giống nó sợ chán <laughs> là giảm đi cái tần suất nó yêu thương à, thôi thì vẫn tiếp tục yêu thương và theo dõi như Huyền và Lê Thái trên cà phê sáng của tuần là chúng tôi rất là vui và cảm cảm ơn quý vị một lần nữa à, như thường lệ thì trong các bản tin à, về cà phê sáng cuối tuần thì chúng tôi vẫn gửi đến quý vị những thông tin vô cùng quen thuộc rất là gần gũi chung quanh cuộc sống à, thông tin đầu tiên thưa quý vị như tất cả chúng ta đều biết con nai con hư là một trong những cái con vật rất là dễ thương đúng không chị? nó dễ thương lắm luôn á, à, chỉ suốt ngày chỉ có ăn cỏ ăn cây ăn cỏ ăn hoa lá này nọ thôi và chạy nhẫn 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 nhơ trên những cái cánh đồng trên những cái cánh rừng, à, vậy mà vẫn phải bị giết. À, một cái thông tin cũng không được vui thưa quý vị, à, ở Mỹ vừa qua thì ngày 5 tháng 10 thì người dân ở đảo, một cái đảo này tên là đảo Catalina, đang kêu gọi các nhà chức trách cơ quan động vật hoang dã ở Hoa Kỳ ngăn chặn những cái kế hoạch mà sử dụng những cái xà thủ từ trực thăng để mà người ta tiêu diệt gần 2.000 cái con hưu sao đang xâm hại, đang lang thang ở những cái vùng núi đảo Santa Catalina này. đây là một trong những cái thông tin mà nó làm dấy lên những cái cơn bão mà phản đối rất là dữ dội từ các cư dân và cái tổ chức mà bảo tồn ở đảo Catalina viết tắt là CIC hiện nay thì họ quản lý đến 90% cái hòn đảo này và cho biết là những cái hoạt động mà săn giết hàng loạt là cần thiết để người ta bảo vệ cái cây cỏ bản xứ đang bị tàn phá bởi những cái con đàn hưu này vừa có những cái con hưu bình thường hưu sừng tắm rồi có cả những cái con hưu sao nữa thưa quý vị để mà người nó đi kiếm ăn là nó chỉ sử dụng những cái cỏ cây để mà nó ăn thôi và những cái chu kỳ hạn hán và cháy rừng nó liên tục nó cũng phá hủy những cái thảm thực vật chung quanh đó buộc những cái con hưu đói ăn này nó phải tìm những cái nguồn thức ăn ở khu vực phát triển trên đảo qua đó thì những cái xung đột với con người và vật nuôi nó từ từ ngày càng ngày nó càng tăng lên và những cái kế hoạch mà người ta săn nưu săn hưu ấy, là một cái nỗ lực mới để mà lập lại cái trật tự sinh thái ở trên hòn đảo cách cái vùng ven biển ở phía nam california chỉ là 35.4 km thôi thưa quý vị. À, trước đó thì hàng loạt loài du nhập như là những con dê, rồi bò rừng, bison, rồi con lợn rừng đều đe dọa các loài bản xứ ở quần đảo Chanel của California. À, theo những cái nhà chức trách bảo tồn động vật hoang dã, nhất là loài hưu, à, thì người ta nói rằng hưu là một cái động vật xâm hại phá hoại mạnh nhất còn sót lại trên cái đảo Catalina này và những cái con hươu nó gặm cỏ quá nhiều nó gây cái áp lực lớn cho những cái thực vật bản xứ lại mở đường cho cái sự lan trọng của cỏ xâm hại mà những cái cỏ này thưa quý vị đặc biệt là rất là dễ bắt lửa Đàn hưu này nó cũng tò mò vào cái thành phố cảng avalon ăn những cái cây trồng trong vườn của người dân rồi cũng tấn công những cái vật nuôi hoặc là mắc vào những cái ghế gấp hoặc là dưới cầu uh, gôn cái lưới cầu gôn mà người ta giăng để mà người ta, đá, người ta đá người ta chơi gôn này nọ chơi góp á, thì con này nó thường vướng vào những cái lưới đó tuy nhiên thì hơn 2.000 người dân trên đảo đã ký một cái đơn yêu cầu cơ quan cá và động vật hoang dã ở California từ chối cấp phép tiêu diệt của những con hưu sao này à, và những người phản đối kế hoạch cho biết rằng là phần lớn người ta vẫn muốn giữ cái đàn hưu ở trên đảo này và không muốn tiêu diệt họ nói rằng là làm họ ủng hộ cái dự án khôi phục cái môi trường sống nhưng uh, hãy giữ lại cái đàn hương bằng cách nào đó để giữ lại những cái con hương này chứ người ta không biết giết hại như thế nào và giết hại thì rất là tội và vô tội vạ cho những cái con này. Và CIC cũng lên kế hoạch thuê những cái các xạ thủ từ những cái tổ chức phi lợi nhuận là White Buffalo in ở Connecticut và bắt đầu tiêu diệt hươu vào mùa thu năm sau tức là năm sau tháng 9 năm sau. Thời gian sẽ sử dụng cái súng trường loại AR15 với những cái đạn không chì để mà những cái loại động vật khác nó không bị nhiễm độc và khi mà người ta bắn những con hươu này rồi, thì người ta sẽ di chuyển nó bằng máy bay đến những cái hòn đảo gồ ghề uh, hơn và những tuy nhiên á, thì uh, những cái con hươu này sẽ được di chuyển đến gần Avalon và ven đường để cho những cái người mà thu gom những cái xác có ừ. thể rất là dễ dàng để người ta thu và thưa quý vị, có những con hươu sau này được đưa đến hòn đảo Catalina vào đầu những thập niên 1930 với mục tiêu là tăng cái động vật hoang dã và cung cấp cái nguồn đi săn cho những cái người dân uh, lân cận do đó thì cái động vật ăn thịt như là À, những cái con chung quanh đó nó cạnh tranh rất là nhiều với những cái động vật hoang dã bản xứ và từ sau đó thì nó sinh sản lên như vậy thành ra là cứ hai con hươu một năm á thì người ta lại nó lại đẻ ra một con mỗi năm thành ra nó tăng lên rất là nhiều à, người ta phải diệt nó bớt để mà bảo tồn cái mày cái văn cái cái, 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 cái uh, gọi là cái thảm cái thảm thực vật những cái sinh thái chung quanh đó để mà nó có thể là giảm đi cái vấn đề mà cháy rừng à, nó hay tồn tại và diễn ra ở trên khắp cái hòn đảo này Wow, mấy con hươu rất dễ thương ha. Nhưng mà bây giờ giết. Mà giết quá tội nghiệp. Cái này mới đưa về Việt Nam mà thôi luôn. <laughs> Lê Thái đang nghĩ tới là về thịt Em ở sau kỳ con nào em cũng nghĩ đến thịt. Nghĩ tới đó. em về em làm đồ ăn thế. Em thật là tội tài. nghiệp thì nãy giờ thì kêu tội nghiệp con hươu mà bây giờ mà đang nghĩ tới là về làm thịt nó rồi. <laughs> <laughs> Chặt Lê Thái thôi thưa quý vị. À, thưa quý vị khi mà nói tới american cheese đó là một trong những cái hiệu mà rất là nổi tiếng đó là craft thưa quý vị thì mình đi vô những cái siêu thị lớn đều thấy hết mọi thứ đều bán kể cả việt nam kể cả những tiệm ở mỹ thì craft Heinz hiện giờ đang bị thu hồi lại nhưng cái lý do nó thu hồi nó rất là à, đơn giản thôi thưa quý vị nó chưa chưa có ăn chưa ai ăn mà bị làm hại chi cả nhưng mà à, khi mà cái bao bì đợt vừa rồi họ đóng á, nó xác quá thì khi mở cái bao bì lên thì những cái miếng plastic nó bị dính vô trong miếng cheese thì vậy không tốt chính vì vậy một trong những cái khách hàng họ đã khiếu nại và đã bị thu hồi thì những cái loại mà bị thu hồi là tất cả những cái loại craft uh, nó có hạn từ bây giờ cho tới năm 2024 đã bị thu hồi hết và nó bị ảnh hưởng rất là nhiều thưa quý vị và họ nói rằng nếu như quý vị nào đang ăn cái cheese này thì hoặc là chưa ăn cũng được đem tới return nó lại và sẽ được hồi uh, sẽ được đưa tiền lại tất cả luôn được refund lại tất cả tiền thì cái lô hàng đó là uh, một 2, 2, uh, 3 thì tốt cái hạn có sử dụng của những cái loại cheese này là ngày 9 tháng 1 năm 2024 cho tới ngày 16 tháng 1 năm 2024. Những người mà có format bị thôi hồi là không nên ăn và trả chúng lại tới cái địa điểm mà mình mua. Ví dụ mình mua ở trong cái địa điểm nào thì mình tới ngay cái cái cái, cái siêu thị đó để mình trả lại nha quý vị và còn không thì gọi số hai để lấy lại tiền. Và đầu năm nay Kraft đã thông báo rằng họ sẽ thay đổi tất cả những cái bao bì ở trên phô mai để mà giúp giúp cho những người tiêu dùng nó dễ dàng mở ra hơn mà không bị dính những cái plastic ở trên cái miếng cheese và mục tiêu của họ là cải tiến để cho cái cheese của họ tốt hơn và khi mà mở ra cái gói nó ra dễ mở hơn và không bị rách thì bao bì là một trong những cái vấn đề quan trọng trong cái việc mà bảo vệ cheese cũng rất là nhiều thưa quý vị mà vừa rồi họ đóng kín quá nên bị thu hồi nên quý vị nào mà có cheese thì nếu mà không muốn ăn được không muốn xài mở ra khó quá hoặc sợ bị cái gì thì đem tới thu hộ đem tới nơi mà mình mua và sẽ được hoàn tiền tiền hoàn trả lại Dạ vâng và kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi kết thúc phần 1 cà phê sáng của tuần. Chúng tôi xin quý vị những quan hình và sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bỏ trời trở lại. Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714-487-7889 học khu Huntington Beach Union High School District. Mua hai món ưa thích như bốn biến mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99. Giá cả và địa điểm có thể khác nhau. Cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình Cà Phê Sáng với Nhi Huyền và Lê Thái ngày hôm nay. Thưa quý vị, năm nay tại California mưa rất là nhiều so với những năm ngoái, chính vì vậy cũng tạo ra những cái con sinh vật và côn trùng uh, sinh sôi nảy nở trong cái mùa xuân này. Thì trong đó cũng có những rất nhiều con nhện ở San Diego hiện tại của năm nay cái lý do đó là do mưa nhiều quá thưa quý vị thì những con nhện đó như thế nào nó làm tổ rất là lớn thưa quý vị có nhiều nhện dệt nó làm thành những cái mạng nhện rất là to và có thể là rất là lớn nó có thể kéo từ chiếc xe này hoặc là qua cái nhà này qua nhà kia lận mà cái con nhện này thì người ta nói rằng là khi mà mình đụng tới nó cho nó sợ hãi hoặc là bôi những cái màn nhện này thì nó mới cắn mà thôi chứ không phải là hở tí là nó cắn. Thì mùa nhện này đây là một trong những cái cái nhện rất là nhiều tại San Diego thì con nhện dệt này gọi là dệt orb, đó là một cái tên của nó. Trong văn phòng à, tại địa hạt của San Diego có nói rằng cái mùa này là mùa của loài nhện và cái vấn đề này nó ra rất là nhiều trong năm nay. Chris Collins là nhà sinh thái học đã giám sát trong cái việc này và cái chương trình kiểm soát của ở tại San Diego, họ cũng nói rằng tự vì mưa nhiều quá đã tạo ra nhiều rất nhiều con nhện ở San Diego. À, Andrea Daly và là những đó là một tên của một những con nhện có nhiều màu sắc nữa. Thường thường là nó xây những cái màng nhện rất là to và xoắn ốc và rất là chắc chắn thưa quý vị. Nó làm thành hình thành bánh xe, biểu tượng thường thấy ở trong các khu vườn, đồng, khu rừng và mạng lưới ở nhà. Những ngương con những cái con nhện này là không phải là một cái loài duy nhất, nó có nhiều kích cỡ, nhiều màu sắc khác nhau, nó được phân loại rất là phức tạp thưa quý vị. Và nó rất là lan rộng, rất là nhiều, nó có thể sang Diego nhưng nó có thể qua những địa hạt, những cái thành phố khác nữa. Đó là họ nói từ vì mưa gió rất là nhiều và bên cạnh đó cũng do mưa gió rất là nhiều và ký uh, những cái sinh trùng và những cái con côn trùng nó xảy ra rất là nhiều. Nó cũng làm mồi cho những cái con nhện này ăn nữa. Thì càng ăn nó càng to và năm nay nhiều hơn, nó to hơn rất là nhiều. Nhưng một cái điều may mắn đó là mùa đông sắp tới, thưa quý vị, thì những cái con nhện này nó sẽ không sống sót, nó sẽ uh, giảm đi rất là nhiều vào mùa đông. Dạ vâng, uh, chúng ta cũng cẩn thận, nó đôi lúc nó cũng cắn mà đúng không? Dạ nếu mà mình... Uh, đụng cái mạng nhện của nó không nó cảm thấy nó bị attack thét nó feeling lên oh. cái sự sợ hãi thì nó sẽ cắn mình nhưng mà nó cắn có những con nhện nó rất là độc thưa quý vị nên vẫn cẩn thận là hơn. vâng chúng ta nên cẩn thận thưa, thưa quý vị à, chúng ta có thấy rất là nhiều những cái căn bệnh ở trên cái thế giới này nhưng mà có những cái căn bệnh mà thật sự là khi mà à, có những cái bài báo hay là có những cái câu chuyện mà trong chương trình cà phê sáng á, à, Lê Thắng và nhiều đưa quý vị thì chúng ta mới biết được là ồ oh, thế giới này có rất là nhiều những cái bệnh mà phải nói là chỉ có con người chỉ có khoa học và y tế đó <laughs> những cái người làm trong ngành nghề về y tế thì người ta mới có thể người ta phát hiện ra những cái căn bệnh này đó thôi như chị như huyền thì chị cũng như huyền có bây giờ nghe đến cái căn bệnh mà OCD chưa oh dạ, yeah, chị nghe cái chuyện căn bệnh OCD chưa ờ kính thưa quý vị đây là một cái căn bệnh mà khiến cho những một cái người người ta mắc người ta không có kiểm soát được cái hành <laughs> vi và đôi lúc người ta cảm giác như người ta bị một bị một cái gì đó nó tấn công hay là bị một cái gì đó nó làm cho người ta bị tổn thương à, bằng chứng là trên mạng thì quý vị thấy một cái người đàn ông này anh này thưa quý vị anh này đang ăn một cái hamburger bằng một cái cây kẹp chị thấy không bằng một cái cây kẹp mà nhiều người người ta ngỡ rằng anh này ảnh giỡn What? hay là anh làm tiktok hay là ảnh làm ở trên instagram để mà yeah. để mà thu hút những cái được rating thôi nhưng uh -huh. mà không phải thưa quý vị à, anh này tên là john junior là một người đàn ông năm nay 34 tuổi đến từ manchester ở nước anh anh này thưa quý vị bị mắc chứng là sợ hãi với việc mà chạm vào thức ăn bằng tay không bằng tay trần và anh John Jr. này cho biết rằng anh phải ăn uống kể cả cái súp luôn bằng một cái chiếc kẹp kim loại và nhận thấy là anh rất là sợ cái cái nỗi sợ của anh vô cùng lớn khi mà anh chạm tay vào thức ăn lần đầu tiên cách đây 10 năm trước khi mà ăn ăn thịt gà nấu chín. Anh nói rằng à, tôi không có thể nào mà tôi chạm trực tiếp vào thức ăn được. Và trong đầu của tôi luôn có một cái suy nghĩ là sẽ chết nếu như mà tôi đụng vào thức ăn. Trước cái nội sợ của bản thân thì anh này bắt đầu sử dụng kẹp để mà ăn với dao hoặc là kéo nĩa rồi kẹp với tất cả những cái thức ăn ngay cả món súp luôn, anh cũng phải ăn bằng những cái đó chứ không có ăn bằng 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 muỗng nĩa gì cả. À, từ đó thì trong cái đại dịch COVID-19 vừa qua thì cái nỗi sợ hãi của anh ấy lại vượt quá tầm kiểm soát và hiện nay thì anh chỉ có thể ăn bằng cái kẹp kim loại và chuẩn bị rất là nhiều cái kẹp ở sẵn ở trong xe hơi của mình để mà bảo đảm phục vụ cho việc ăn uống nếu như anh đi ra ngoài hay anh đi đến một cái restaurant nào những cái store nào thì anh ăn anh cũng đều sử dụng những cái kẹp đó ở à, tháng ba vừa rồi thưa quý vị thì anh John đã được bác sĩ chẩn đoán là mắc bệnh rối loạn ám ảnh cưỡng chế hay chúng ta gọi là OCD là rối loạn ám ảnh cưỡng chế đây là một cái bệnh lý thần kinh liên quan đến những cái suy nghĩ và hành vi của những người bị mắc bệnh và người bị mắc cái chứng này thưa quý vị thường có những cái hành vi suy nghĩ lặp đi lặp lại và lặp một cách vô nghĩa để mà giảm bớt căng thẳng hay là lo âu mà thôi thành ra khi mà những người mắc bệnh này người ta hay thường bị những cái người kế bên người ta cười cợt hoặc là người ta sẽ nói là giống như bị tâm thần bằng chứng là anh khi mà anh đi ra ngoài những cái cửa hàng giống như McDonald hay là ở KFC hay những cái cửa hàng ăn nhanh lắm anh sử dụng cái kẹp để mà anh ăn á thì là những cái người nhân viên xung quanh những cái khách xung quanh người ta nói ủa ông này sống lạ gì vậy ông cầm cái kẹp ông ăn như vậy thành ra khi mà ông ăn ông rất là mắc cỡ mà khi ông ăn nhưng mà ông cũng nói rằng là à, tôi tôi ăn như vậy thì có có gì không thì cái nhân viên nó là không có đâu anh ổn mà anh ok xong rồi cái người nhân viên mà phục vụ đó họ ta quay đi rồi lại tiếp tục người ta cười làm cho anh rất là ngại rất là ngùng à, Kính thưa quý vị, hơn 4.700 người đang theo dõi anh trên TikTok và động viên anh và cho anh là cái sự cởi mở. À, một số người khác lại có thái độ là không cổ vũ, đó là anh này ổng làm lắm màu ở à, Hiện nay thì thưa quý vị có khoảng bảy mươi lăm người Anh được cho là đang sống với các căn bệnh OCD này với nhiều hình thức khác nhau. Rồi theo thống kê tại Mỹ thì khoảng là ba triệu người Mỹ mắc cái căn bệnh OCD này. Trong đó có những ngôi sao Hollywood đình đám như là Justin Timberlake nè, à, Jessica Alba nè một nửa số bệnh nhân ở mỹ được xếp vào dạng là có triệu chứng nhiều triệu chứng ảnh hưởng nặng nề đến mức là họ không muốn rời khỏi nhà lúc nào cũng gặp cái sự gọi là có cái sự nguy hiểm thành ra đây là một cái căn bệnh chữa trị bằng nhiều cái hình thức như là liệu pháp tâm lý hoặc là sử dụng thuốc à, mặc dù là những cái nhà khoa học người ta đang tranh cãi về nguyên nhân của căn bệnh nhưng họ tin rằng cái thủ phạm chính là do cái lượng mà serotonin một cái loại hóc môn ở trong não nó có ảnh hưởng đến tâm trạng cao hoặc là thấp một cách bất thường thì sẽ gây ra cho người ta bị vấn đề người ta bị rối loạn hành vi như vậy wow cái cái đó xảy Chứ ra ở người mỹ ngộ. cũng rất là nhiều cái bệnh rất là ngộ phải ông Lê Phái? Đúng. thưa quý vị à, hôm nay như cho quý vị kể cho quý vị một câu chuyện về chú chó rất là tội nghiệp và một cảnh sát trưởng thưa quý vị thì cảnh sát trưởng người bị cancer trong cái giai đoạn cuối thì đã mất đi và chú chó và người chủ của mình chỉ mất nhau trong à, hai người ra đi chỉ trong vòng một cách nhau vòng một giờ mà thôi thưa quý vị cái câu chuyện rất là tội nghiệp thì quý vị cũng biết rằng chó là một cái con rất là trung thành với chủ của mình đây là một cái cảnh sát trưởng đã bị uh chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối về tiến tụy, thưa quý vị. thì tên của cảnh sát trưởng đó là Daniel Hope. lần đầu tiên được chẩn đoán, thì trong lúc chẩn đoán như vậy, anh ta là phải chữa trị và nằm trên giường liên tục luôn. thì chú chó quý vị thấy ở trên màn hình là nằm bên cạnh cảnh sát trưởng này liên tục mỗi ngày như vậy, thưa quý vị, không đi đâu hết, hiếm khi đi ra ngoài, trừ khi phải đi ở công việc riêng của mình mà thôi. và thật không may mắn cái điều đó trong cái cảnh trong cái thời gian mà cuối đời của người cảnh sát trưởng này con chó nó ở bên cạnh cảnh sát trưởng liên tục luôn thưa quý vị không rời chủ của mình một lúc nào hết và con gái của hoover nói rằng khi mà à, ba của mình bị mất đi thì cái chú chó cũng đi theo luôn và cũng hy vọng rằng là chú chó và à, ba của mình gặp nhau ở trên thiên đường lại cùng à, sánh bước đi với nhau nữa câu chuyện rất là cảm động và chó có thể biết khi nào chủ của mình chết hay không thì đây là một trong câu hỏi nhưng mà khoa học họ không chưa chứng minh được thưa quý vị cái mối liên kết giữa con người và chó là một trong những cái mối liên kết mạnh mẽ nhất ở trong vương quốc động vật, chó đã được sử dụng như những người bảo vệ trung thành, những người bạn đồng hành sang bán và thậm chí là động vật hỗ trợ tinh thần cho con người trong nhiều thế kỷ mà thôi. À, kết quả là không có gì đáng ngạc nhiên khi nhiều người tin rằng chó của họ có thể cảm nhận được khi chủ của chúng bị gặp nguy hiểm hoặc là gần chết và có rất nhiều tài khoản và có rất là nhiều những câu chuyện kể lại như vậy. Một người phụ nữ lớn tuổi được tìm thấy đã chết trong nhà của cô ấy khi chú chó của mình con chó nó đã từ chối không rời cái xác của chủ mặc dù không có bằng chứng khoa học nào ủng hộ cái điều này là chó có thể cảm nhận được cái chết của người chủ của mình nhưng rõ ràng cái mối liên kết giữa con người và chó rất là mạnh mẽ Dạ vâng và kết thúc quý vị bản tin vừa rồi kết thúc phần 2 cà phê sáng của tuần chúng tôi xin quý vị giữ quan hình và sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương, thương mại bổ trợ cho đài Chương trình này được bảo trợ bởi Happy to Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714 897 và 714 487 -7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Mua hai món ưa thích như bốn biến mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99 Giá cả và địa điểm có thể khác nhau Cảm ơn quý vị vừa giờ làn sóng của Lido Sài Gòn TV trong chương trình cà phê sáng cuối tuần với sự trình bày của Nguyễn Vi Lê Thái. À, kính thưa quý vị, khi mà chúng ta mở một cái công ty, một cái cơ sở kinh doanh nào đó để mà chúng ta bán một cái sản phẩm mà chúng ta à, là chủ sở hữu của công ty đó thì thường là cái vấn đề mà marketing hay là vấn đề mà chúng ta giới thiệu quảng cáo cái sản phẩm là một trong những cái vấn đề vô cùng quan trọng để mà nó đem đến cái sự thành công cho cái nhãn hàng hay là một cái sản phẩm nào đó mà chúng ta muốn ra mắt những cái người tiêu dùng những cái người ở trên thị trường mà chúng ta muốn muốn đưa đến cho những người tiêu dùng như vậy rất là nhiều cái cách mà để chúng ta quảng cáo là chúng ta đưa những cái sản phẩm đó lên hiện nay thì hồi xưa đó thì khi mà người ta quảng cáo người ta thường dùng những cái tvc hay là người ta thường quay những cái dây chuyền sản xuất những cái công cái nhà máy trong những cái cơ sở kinh doanh này nọ để mà người ta đưa lên trên cái gọi là cái trên hệ thống mà kênh truyền hình này nọ rồi sau này thì lại đưa lên ở trên mạng xã hội youtube này nọ nhưng những cái quảng cáo đó giờ xưa rồi thưa quý vị hiện nay rất là nhiều của những cái loại quảng cáo mà gọi là phải nói là những cái idea người ta vô cùng kinh khủng khi mà chúng ta có dịp mà chúng ta lên những cái mạng của giống như là youtube hoặc là một cái số mạng xã hội của trung quốc á. quý vị nào mà mà có hay thường mà tập cập những cái thông tin trên toàn thế giới á. chúng ta thấy rằng là những cái người mà làm cái công việc mà kinh doanh buôn bán những cái từ nhỏ lẻ từ ở dưới dưới đáy xã hội những cái công việc rất là bình thường cho đến những người cấp cao giống như một cái ông mà lê thái chắp sắp sửa nói đây là chủ tịch của một cái công ty sản xuất xà bông Ừ. Ờ, thì có rất là nhiều cái cách quảng cáo mà quảng cáo mình hết hết hồn luôn mà chúng ta phải rất là ngạc nhiên cái ông trên màn ảnh thưa quý vị quý vị thấy đó là đó là chủ tịch chúng ta gọi nôm na theo cái ngôn từ của chúng ta đó là giám đốc mà thường là ở trung quốc thì dùng từ chủ tịch cho nó cộng sản chút <laughs> xíu ừ, dạ. à, thưa quý vị ông này là một trong những chủ của một cái công ty sản xuất xà phòng giặt của Trung Quốc và ông rất là chê sóc cộng đồng mạng trong những ngày vừa qua bởi vì ông vừa nói chuyện vừa ăn cắn một cái bánh xà phòng một cái miếng mà xà bông ở trên tay quanh vừa ăn và vừa uống nước ờ, trên một cái video trực tuyến để mà ông chứng tỏ cái sản phẩm của ông là an toàn, an toàn và đạt chất lượng cao cho người tiêu dùng và ông tên là Qiu Desi là chủ tịch của công ty sản xuất xà phòng Hongwei có trụ sở tại khu tự trị nội mong phía bắc của trung quốc gần đây thì ông rất là được nhiều người người ta xem ở trên nền tảng mạng xã hội cũng như là ở trên ở những cái clip mà công ty ông up lên trong một cái buổi phát trực tiếp thưa quý vị thì ông chứng minh là nó an toàn. Ông cầm trên tay một cái 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 miếng xà bánh xà uh, ông đó rồi ông ăn vào và khi ông ăn vào ông nói rằng là cái xà bông tôi làm không chứa bất kỳ một cái thành phần độc hại nào cả. Nó được làm từ mỡ của cừu hoặc là con bò rồi ông tiếp tục ông ăn. Và ông nói là chưa bao giờ chúng tôi thêm đào dầu máng xối hoặc là các chất phụ gia nào khác như là bột thoát trong cái lịch sử 70 năm hoạt động của chúng tôi trong những cái thời gian qua. Rồi ông cũng tiếp tục ông ăn. Rồi ông cho rằng là cái bánh xà phòng của ông đó là một cái trong những cái sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Nhưng mà cái đặc biệt là cái bánh xà phòng của ông đang ăn cái bánh xà bông nó hơi bị cứng chút xíu. Ông nói là có lẽ vì nó đã tiếp xúc với không khí, thành ra nó hơi cứng chút xíu. À, bây giờ tôi cắn nó hơi khó, rồi ông tiếp tục ông ăn nữa. À, đây là một trong những cái vị chủ tịch đầu tiên. Không phải là đầu tiên nha quý vị, không phải là một vị chủ tịch đầu tiên để mà có hình thức quảng cáo như thế này trong các chiến dịch thị của ông trong suốt nhiều năm qua à, rất là nhiều những cái sản phẩm của Trung Quốc trong những cái thời gian vừa qua ở Trung Quốc đại lục thưa quý vị à, người ta đã dùng những cái cách quảng cáo như là nếm thử những cái loại nước uống của một cái nhàm của một cái ông mà à, thị trưởng của một cái thành phố chứng tỏ là cái dòng sông của mình sạch rồi có những một một số người, người ta ăn những cái món ăn khủng khiếp có nghĩa là những cái món ăn mà có có nghĩa là chỉ dùng để mà người ta rửa tay người ta rửa chân tắm giặt <laughs> hoặc là trong cái vấn đề mà công nghiệp nông nghiệp thôi nhưng mà người ta dám người ta ăn luôn wow. để mà người ta tiếp thị quảng cáo sản phẩm mình là an toàn và được chứng nhận là an toàn để cho khách hàng người ta tin tưởng người ta sử dụng ờ, rất là nhiều hiện nay thì chúng ta thấy có những cái quảng cáo này như vậy và những cái hoạt động tiếp thị này thường là những cái xu hướng trên mạng xã hội ở Trung Quốc nó nhiều lắm nha và trong năm ngoái thì cũng có một cái ngân hàng mới mở ở tỉnh Hồ Bắc cũng đã hướng rất là nhiều chỉ trích nặng nề khi mà tặng cái khăn giấy miễn phí cho khách hàng nếu họ có thể mà kéo những cái khăn giấy này ra hết luôn cái cuộn giấy khổng lồ trong vòng chỉ 5 giây thôi tặng một cuộn khăn giấy mà bắt buộc là những cái người đó phải là kéo hết khăn giấy trong vòng 5 giây sao kéo hết <laughs> no. ý nó là cái khăn giấy của chúng tôi rất là dài rất là chất rất lượng không? Yeah. đó rồi vài năm trước thì cũng có một địa điểm du lịch ở hà nam thưa quý vị cũng đã gây tranh cãi về việc là miễn phí vé cho du khách vào trong cái khu du lịch đó uh -huh. với điều kiện là phải quỳ lại cha mẹ ruột của mình ở What? ngay lối vào oh mới được miễn phí vé đây là những cái cách tiếp thiệu chúng ta thấy rằng là chỉ có ở trung quốc thôi yeah. nhưng mà em nghĩ rằng là quỳ nó lại hơi lại lạ Ờ, nó quỳ lại cho đã trước mặt những người đó hay rồi không? về đánh chữ cho mẹ thì cũng như không thôi đúng không thành ra là đây là một cái hình thức quảng cáo mà em có thấy là cũng hay cũng vui đưa lên trong cái chương ừ. trình cà phê sáng nhưng mà em thấy nghĩ rằng là nó cũng hơi phản cảm đối với những cái cách suy nghĩ của những người mà người ta gọi là không nên tiếp cái tiền nó không nó không nó không có gọi là không có đặt đẳng cấp Được đúng rồi. là đúng thật sự là không đẳng cấp ừ. yeah. cảm ơn anh thái thưa quý vị ờ. Đại học UCLA là một trong những đại học cũng là nổi tiếng, danh tiếng ở California nằm trên Los Angeles và cũng là ước mơ của biết bao nhiêu sinh viên và cũng cha mẹ cha mẹ của những đứa con mình được đi vô trong đó. Và trong năm vừa rồi UCLA đang có kế hoạch là xây dựng tới 600 phòng cho tất cả những cái sinh viên sẽ nhập học ở trong UCLA nhưng vừa rồi trong tuần vừa rồi nó có một chỉ thị là sẽ tạm ngưng đây là một cái trong những cái lý do mà tạm ngưng cái phòng ở của những người mà sắp tới đây khi mà đi vô apply vô trong UCLA mà quý vị biết rằng khi mà ở dorm của UCLA là chỉ có 600 đô thôi, khi đi ra ngoài mình thuê thì cái giá vé, cái giá tiền nó có thể cao gấp 2 gấp 3 lần như vậy. Nhưng mà ở trong dorm thì cái giá vé nó rẻ hơn. Chính vì vậy mà UCLA họ expand để mà họ mở thêm nhiều phòng hơn cho con em và cho sinh viên vô được ở nhưng vừa rồi đã tạm dừng thưa quý vị cái lý do như thế nào? Thì là một kế hoạch xây dựng hàng tỷ đô với những cái ký túc xá nhỏ 600 đô một tháng mà thôi và có tất cả là gần tới năm 365 hoặc là tới 600 giường cho sinh viên mà một phòng như vậy là có tất cả ba sinh viên ở chung một phòng nhưng có điều quý vị ở nó nhỏ quá chính vì vậy và cái lý do lý do tại sao mà họ phải ngân từ vì họ sợ không an toàn cho sinh viên trong cái cuộc họp vào thứ năm vừa rồi thì ủy ban chiến cái chiến lược tài chính của họ Họ đã thảo luận rất là nhiều về vấn đề này và họ ngưng à, xây dựng trong một cái thời gian ngắn để mà à, thảo luận nhiều hơn à, hiện tại thì họ phá hủy một cái tòa nhà 8 tầng à, với năm 545 giường và một cái phòng như vậy thì ba học sinh ở Tuy nhiên nó rất là chật hẹp và trong đó có chung nhà bếp rồi tất cả những cái không gian đều chung hết và ba phòng sẽ có diện tích là 265 phít vuông, bàn làm việc, tủ quần áo, rồi cũng có nơi uh, giữ tủ lạnh, everything hết. Nhưng mà nó quá nhỏ, thưa quý vị. Và tính như vậy thì khi họ phân tích ra, thì nó quá nhỏ so với những cái dom hiện tại bây giờ và những người khác họ lo lắng những cái căn phòng nhỏ như vậy sẽ tác động tiêu cực đến sức khỏe và tinh thần của các học sinh và đó là một cái sự đáng lo ngại. Và hiện tại thì tạm dừng, tạm dừng cái cái chương trình này cho những cái sinh viên và không biết khi nào họ sẽ tiếp tục. Dạ vâng. kính à, thưa quý vị vừa qua thì có một cái vụ kiện cũng khá nổi bật ở nước Pháp khiến cho rất là nhiều người ta để ý. Đó là có một cái cặp vợ chồng lớn tuổi kiện một cái người buông đồ cổ tội lừa đảo. À, khi mà cái người này thưa quý vị mua một cái chiếc mặt nạ. Uh, của hai vợ chồng này và trên màn ảnh thì quý vị thấy là đây cái chiếc mặt nạ các người đó họ mua cái người buôn của đồ cổ họ mua của vợ chồng này và chỉ một chỉ bán với giá là chỉ 157 đô la thôi 157 mươi kim và cái tờ uh, The Le Bonnet đã đưa tin là cặp vợ chồng giấu tên đến tòa phúc thẩm ở Niems để xem xét và giúp họ được bồi thường bởi vì cái chiếc mặt nạ này thưa quý vị được bán với giá là hàng triệu Mỹ Kim trong cái phiên đấu giá vừa qua 4.4 triệu Mỹ Kim tại một phiên đấu giá ở Montpellier hôm ngày 28 tháng 6 thì tòa phúc thẩm đã ra lệnh đóng băng cái số tiền bán đấu giá của cái 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 mặt nạ này và đang điều tra làm lọ, rõ là tại sao mà cái mặt nạ này lại bán giá cao như vậy mà cái người thu mua đồ cổ lại ba đưa cho vợ chồng này chỉ có là 157 mươi kim mà thôi à, thay vì là chiếc mặt nạ này là được đựng trong cái cửa hàng của mình thì sau khi mà à, vợ chồng này mua từ à, vợ chồng này được được lấy giữ cái mặt nạ này từ một cái người ba quá cố thì họ thấy cái mặt nạ này họ mới đưa ra họ mới bán đưa cho một cái người bán đồ cổ thì cái anh này ảnh nói là định giá cái đồ cổ này chỉ có 157 Mỹ Kim mà thôi thành ra trả cho ông bà này ông bà này cứ tiễn là thật thành ra ông bà này mới kiện nhiều người ở trên mạng xôi người ta nói rằng là trong phim đấu giá đó thì rất là nhiều người người ta người ta muốn mua cái mặt nạ này bởi vì nó là một trong những cái mặt nạ cuối cùng uh, xác định cái niên đại vỗ khối và xác định niên đại bằng carbon 14 của một cái chuyên gia dân tộc học và người thuộc bộ tộc Phan và trên thế giới chỉ có khoảng là 10 cái mặt nạ này mà thôi không có đứng đến cái thứ 11 à, hiện nay thì cái người mà bán đồ cổ này người ta yêu cầu là được bồi, bồi thường cho vợ chồng này là từ 300.000 cho đến 400.000 euro nhưng mà hai vợ chồng này không không chịu và con gái của họ đang tiếp tục tiền tại vì nó là tại sao lại lừa đảo chúng tôi với mà cái người mà bán đồ cổ như vậy định giá như vậy mà anh lại cầm cái đồ cổ của đó anh đem ra anh bán với giá là 4.4 triệu mỹ kim wow. và tại sao chỉ trả cho ba mẹ tôi chỉ có là 157 mỹ kim mà thôi thì vụ kiện vẫn đang được tiếp tục và chúng tôi sẽ cập nhật cho quý vị trong chương trình cà phê sáng à, quý vị dẫn mô hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thư thương mại bảo trợ cho đây Chương trình này được bảo trợ bởi Happy Too Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 714-897-6100 và 714 487 7889. Học khu Huntington Beach Union High School District Mua hai món ưa thích như 4 biến mặt nuggets và một bánh mặt chicken chỉ 3 đồng 99 Giá cả và địa điểm có thể khác nhau vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với Nhi Hiền và Lê Thái. Thưa quý vị, các nhà nghiên cứu gần đây họ đã nghiên cứu về những sinh vật không có não, mặc dù không có não, thưa quý vị, nhưng mà nó có thể học cách uh, tránh những cái trước ngại vật bằng cách là qua những cái tín hiệu và sự kết hợp của tín hiệu và cơ học trong cơ thể của nó. thì cái con mà những nhà khoa học này họ uh, nghiên cứu đầu tiên đó là con jellyfish. thưa quý vị đó là con sứa thưa quý vị thì nó có khả năng nhận thức rất là nhiều và cái sự kết hợp cái khả năng học hỏi giữa thị giác và cơ học của nó cũng rất là mạnh mặc dù không có cái bộ não trung tâm như những con sứ này có kích thước đầu bằng cái ngón tay nó có thể huấn luyện để liên kết cảm giác và một cái thứ gì đó với tín hiệu thị giác sử dụng để nó tránh va chạm ở trong tương lai và thí nghiệm cho thấy à, những cái con vật này nó kết hợp rất là tốt về cái vấn đề đó thưa quý vị và một trong những nhà nghiên cứu à, về hành vi động vật tại đại học à, macquarie ở sydney tại úc cho biết rằng cái sự liên kết này được coi là bằng chứng vững chắc về năng lực nhận thức của những cái con vật như vậy và nhiều loại động vật khác nữa từ con người đến con chim bạch tuộc và thậm chí cả côn trùng có khả năng học tập bằng cách liên kết giữa cơ học và thị giác của chúng ta Uh, Gally Bolton-Amiot là một nhà sinh học thần kinh tại Đại học ở Trường Thụy, Đại học của Trường Thụy Sĩ. Ông ta đã công bố một nghiên cứu vào ngày 1 tháng 3 cho thấy rằng những cái con sứ hoặc là một những cái con uh, um, hải quỷ và những cái con sứa thuộc nhóm sinh vật gọi là Sidarian and Bolton-Amiot đó là trong tiếng Anh thôi, Quỳnh Như không biết dịch ra tiếng Việt như thế nào và nghĩ rằng khả năng học tập liên kết này có thể hiện diện ở trong cái toàn bộ những cái con vật này mặc dù nó không có não thưa quý vị. Thí nghiệm về cái con hải quỳ và những cái con sứ này và cô ta đã rút ra các một cái kinh nghiệm đó là tùy theo cái môi trường của những cái con này họ mimic có nghĩa là họ làm một cái môi trường ở y chang cái môi trường của những cái con sứ này nó đang sống để mà họ Ờ, nghiên cứu nó như thế nào thì họ làm một cái cái vùng như là cái vùng mà cái khu vực mà những cái con sứ này cái biển mà con sứ này đang sống thưa quý vị là có những cái tường mà bằng mà mà màu xanh màu đen màu vàng thì cái lần đầu tiên những cái con sứ này nó đi nó đụng vô trong một cái bức tường nhưng mà qua lần thứ hai những cái con này nó đi nó biết cách tránh những cái bức tường đó ra thưa quý vị rất là hay và đây là cái chiếc vấn đề họ kết luận đó là cái vấn đề sinh tồn cơ bản của những con vật này và các nhà nghiên cứu họ xem xét cái điều này để họ biết hơn về cái thời điểm và cái sự phát triển của những cái con vật có những cái con vật nó sử dụng cái sự liên kết giữa thị giác và những cái cơ học và có những cái con vật là nó không sử dụng những cái điều đó thì qua cái nghiên cứu này họ có thể học hỏi nhiều hơn về cách phát triển và những con vật nó sinh sống và nó tồn tại như thế nào Uh, rất là thông minh chúng ta cứ tưởng là con uh, chelly fish là một trong những cái con chỉ cứ biết ạ à, quạt 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 ra bơi thôi khôn lắm nó khôn lắm nha yeah. nó biết tìm bạn gái rồi rồi nó biết tìm bạn gái rồi quá rồi. Wow, really? rồi, wow. rồi mà hay lắm khi mà những đứa con của nó nó bám vô trong cái người của mẹ nó đó rồi uh -huh. ăn mẹ cũng tội nghiệp lắm đây uh -huh. là cái quá trình mà sinh trưởng của loài sứa nếu quý vị nào mà có tìm hiểu thì chúng ta sẽ rất là ngạc nhiên bởi vì cái thiên nhiên của chúng ta vô cùng kỳ diệu luôn yeah. uh, con hồi nãy chị nói đề cập đến là con hải quỳ hồi yeah. nãy ờ, chị nói lộn con hải quỷ xong rồi mới nói lại là con hải quỷ vậy, trời ơi cứ con hải quỷ, hải quỷ. <laughs> ơi, con, hải quỷ. <cười> <cười> con hải quỷ mà dùm năm nay là vậy? cái con quỷ ở dưới biển, dạ thôi thưa quý vị thì đây là, đây là những cái loại động vật mà chúng ta nghĩ là nó là một cái cây nhưng nó vẫn có cái sự sinh tồn, sự sống vẫn có yeah. neuron thần kinh vẫn uh -huh. có thể mà hoạt động vẫn có thể bắt cá ăn bằng cái môi trường của nó rất là hay, dạ ha. yeah. vâng à, khi mà chúng ta đi du lịch nhất là chị Như Huyền đi du lịch nhiều nào, nên nhớ cái bản tin là quý vị nào mà đi du lịch nhiều nhất là đi Malaysia thì nhớ để ý bản tin này nghe cũng ấn ấn tại sao wow. à, một cặp vợ chồng người Trung Quốc thú vị đi du lịch hưởng tuần trăng mật ở Malaysia à, phát hiện ra một cái camera quay lén nó hướng vào giường của họ và cái camera này nó gắn vào trong cái ổ điện đối diện cái giường mà thôi và khi mà đi hưởng tuần trăng mật đó, thì cái cặp vợ nhà chồng này thưa quý vị người Trung Quốc đã là cái cô Zami và chồng đã phát hiện ra một cái chiếc camera bí mật nó giấu ở bên trong uh, cái ổ cắm điện và hướng về cái phòng ngủ của cặp vợ chồng này uh, và khi mà phát hiện ra cái camera này thưa quý vị thì uh, nó anh này phát anh và cô được phát hiện ra là nó bí mật giữa được cài đặt bí mật giữa hai cái cổng USB của cái ổ cắm điện gắn ở trên tường và chỉ thẳng vào cái giường của hai vợ chồng này luôn và một cái cái camera này nó nó được nó được gắn mà um, hai vợ chồng này cứ nghĩ rằng là chắc chắn là nó sẽ được gắn trước khi mà hai cái người này uh, đã vào trong cái khách sạn rồi thành ra là cái cặp vợ chồng này rất là ngạc nhiên bởi vì tại sao mà khi mà tôi mới vừa bước vào này mà khi mà đi vòng 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 phát hiện ra là à có một cái camera ở trong cái 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 cái, cái, cái giường mà nơi tôi đang ở. Thì đêm đó cả hai người này đều không dám thay đồ, không dám đụng đại gì cả đêm tuần hướng tuần trăng mật không dám đụng đẩy, không quá. dám thay quần áo, không dám cởi đồ tắm rửa gì, thưa quý vị. Rồi à, báo liền với lại nhà chủ nhà nghỉ để mà thông báo rằng là qua website của Airbnb tại vì hai giờ hai cái, cái cặp cái cặp vợ cái cặp vợ chồng này bút cái phòng này qua Airbnb thì cảnh sát cũng đã được biết đến bởi vì hai cái cặp vợ chồng này báo cho cảnh sát luôn thì ban đầu cái chủ của cái nhà này cái nhà nghỉ này cái khách sạn này nói là hai vợ chồng người trung quốc này có hành vi là đăng bài mua nhỏ họ trên mạng xã hội và vu khống họ nhưng sau đó thì hai vợ cái chủ của khách sạn này cũng trả, trả tiền lại cho cái cặp vợ chồng hưởng tùng trăng mật à, hai du khách, khách cũng đã xóa bài đăng của mình nhưng mà sau khi mà về lại trung quốc thì hai người này đã quyết định phải đăng lại cái đăng lại cái 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 bài viết của mình để mà cho những cái người khác khi mà người ta đến du lịch à, mở lại người ta chú ý wow. và đến ngay cái website của Airbnb này và cái chủ nhà này được mang tên là Lavin S. Home là gồm một số nhà nghỉ Asaba luôn thưa quý vị khi mà vừa cái câu chuyện vừa vỡ lở ra thì họ kéo ngay cái nhà này xuống khỏi cái mạng cái cái, cái nền tảng xã hội của Airbnb ừ. nhưng mà những cái căn của chủ số này vẫn tiếp tục yeah. vẫn, vẫn ra vẫn rao rao cho cho thuê và cái giá là 400 tệ một đêm tương đương là khoảng 70 mỹ kim và một triệu tư một đồng ở một đêm à, cho hai vợ chồng này và bộ trưởng bộ du lịch của Malaysia là ông Tion King Sinh hôm ngày 24 tháng 9 vừa qua thì ông cũng nói rằng là sẽ có hành động nghiêm khắc với những cái người điều hành những cái nhà trọ hoặc là chủ khách sạn nếu mà họ vi phạm pháp luật gắn những cái camera ở trong phòng ngủ của khách hàng và theo hãng thông tấn của Malaysia là Benama hôm ngày 28 tháng 9 cũng đưa tin rằng là trợ lý cảnh sát trưởng của cái quận này phủ nhận việc cặp vợ chồng được yêu cầu xóa bài viết. Và ông nói rằng là cuộc điều tra sơ bộ tại khu nhà trọ bao gồm là việc thu giữ tăng vật, cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra. Và hiện nay thì thưa quý vị, trên trang web thương mại ở Malaysia, người ta vẫn phát hiện là rất là nhiều cái loại camera giấu kín mà nó đăng ở trên, nó bán ở trên, ở bên camera, ở bên Mã Lai nha. Bao gồm là các camera bằng bút nè, cái dạng cái viết camera, rồi camera dưới dạng, dưới dạng là sạc dự phòng rồi camera gắn trong ổ cắm điện trên tường rồi những cái camera giấu kín để mà giúp cho những người nào người ta muốn đặt những cái camera đó ở trong gia đình hoặc trong nhà nhưng wow. mà nhiều đứa mà nó gọi là nó làm chuyện đội bài á thì nó hay đặt ở những cái nơi giống như là khách sạn này nọ thành ra là chị như huyền nhớ để ý khi mà đi đến những cái khách sạn này yeah. làm ơn làm phước đi vô rồi <laughs> sao phải chị lại là lấy làm ví dụ vậy chị không có ở Airbnb không, ơi. em ơi em nói em nói <laughs> thôi kiểu mà mình giống như mình lấy để mình đề phòng thôi mình đi vô rồi Chà, thì cảm ơn em rất là phương nhiều phương. mình phải đi vòng 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 cái cái, cái phòng nghỉ của mình đó rồi mình tắt cái đèn nha quý vị ừ. để mà xem những cái ánh sáng đỏ hay ánh sáng xanh của những cái camera dấu kính đó ừ. nó có hiện lên không chúng ta phải dùng đèn pin chúng ta đi rồi hết chị như hiền nhớ rồi khắp nhà vậy nhớ, đó dạ em nhớ rồi anh sau thấy. tiếng <laughs> rồi mới mở đèn ra rồi làm gì đó là làm hưởng tuần canh mật giặt mật đó gì thì hưởng <laughs> giờ này lớn tuổi không nghĩ tới chuyện đó nữa thưa quý vị nhưng mà dạ em nhớ anh Thái <laughs> dạ em nhớ anh Thái ở à, đây là một trong những cái thông tin mà cái Thái thấy cũng thú vị tại vì hồi nãy có hơi bối rối chút xíu tại vì chưa có xuất thành cho quý vị quý vị coi à, chúng ta nghĩ rằng là khi mà đi đến một cái nơi nào đó nhất là khách sạn nè nhà nghỉ nè ừ. à, chúng ta nghĩ an an toàn quý vị nào chúng ta nhào vô cái tự nhiên như giống như vợ chồng mới cưới hay là hạnh hôn <laughs> vừa, vừa mở cửa phòng xong nhận được cái chìa khóa phòng kéo vô rẹt kéo vô rẹt ra nhào vô xong ôm chầm lấy nhau một cái <laughs> chết rồi thấy không không sao lên ra... bạn thành quá dạ. chết liền không có em nói chắc thôi. hồi trước em cũng hay thực hành <laughs> em nói em để chơi cho, thái để thái cho thôi. chị cũng như là quý vị khán giả nào mà chúng ta mà có lỡ mà chúng ta đang đi tuần hưởng tuần trăng mật dập mật hay là chúng ta đang kiểu mà mới có bạn gái bạn trai vậy đó mà nó thì chúng ta vào cũng nên cẩn thận mấy cái vụ này đúng không dạ. em, em cũng vậy nha như vô, vô phòng âm chậm nhau thì hơi nó, nó kỳ lắm đi kiểm tra hết cầm đều bị chị nhớ nha <laughs> nãy giờ lấy lấy các bạn nhấn mạnh chị nhớ nha chị nhớ nha dạ em nhớ rồi dạ vâng và Quý vị bản tin vừa rồi đã kết thúc chương trình cà phê sáng cuối tuần ngày thứ bảy ngày hôm nay một lần nữa thì chúng tôi cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình. Cảm ơn quý vị, chúc quý vị có một ngày thứ bảy thật là vui vẻ. Như Huyền Mùa Lê Thái sẽ trở lại với quý vị vào ngày mai.